mỗi một người sẽ có những cái tầng nhận thức khác nhau, hoặc là mỗi mỗi một thời điểm thì chúng ta sẽ có những cái tầng nhận thức khác nhau. Vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cái nội dung, nó chính là những cái tầng nhận thức của chúng ta. Rồi cái tầng đầu tiên, cái tầng thứ nhất đấy chính là tầng bản năng. Những thứ mà một cái đứa bé nó làm nó đều theo cái bản năng của nó, và không có cái sự suy nghĩ, không có một cái gọi là cái tính toán nằm ở trong cái suy nghĩ của những cái đứa bé này. Và trong lịch sử loài người thì những cái lúc mà sơ khai của loài người thì theo nghiên cứu của khoa học thì loài người phát triển lên từ các cái từ động vật, đúng không? Vậy thì cái trong cái thời kỳ sơ khai phát triển của loài người thì tất cả chúng ta đang cái loài người đang sống bản năng. Thế nào được gọi là những người ở trong cái tầng bản năng này? Là những người mà người ta làm trong một cái sự vô minh. Ví dụ như là thấy một cái người bạn của mình làm mô hình quán phở, hoặc là thấy một cái quán ăn nào đấy làm quán phở thành công, thì những người đấy mà mở một cái quán phở ra và không có kinh nghiệm, không có một cái gì đấy để phát triển cái công việc kinh doanh của mình, thì họ làm hoàn toàn với cái bản năng của mình. Đấy, đấy nha, cái tầng đầu tiên đấy chính là cái tầng bản năng. Chúng ta sống theo một cái nhận thức vô minh. Rồi tiếp theo, tầng thứ hai đấy chính là cái tầng duy linh. Cái biểu hiện rõ nhất của cái tầng duy linh đấy chính là tin vào các thầy mo ấy, tin vào thầy cúng ấy. Khi mà chúng ta mở một cửa hàng kinh doanh ấy, thì khi mà chúng ta làm ăn kinh doanh nó không được ấy, thì chúng ta bảo là chắc là do việc là chúng ta khai trương không đúng ngày, việc là ví dụ như cái vía của cái người mở hàng nó không tốt, vân vân. Thì đấy là cái tầng gọi là tầng duy linh. Đấy, biểu hiện rõ nhất đấy chính là tin vào thầy mo và các cái sự siêu nhiên của các cái hiện tượng siêu nhiên. Rồi tiếp theo đấy chính là cái tầng thứ ba, đây chính là tầng vị kỷ. Khi mà ở một cái công việc nào đấy, hoặc chúng ta làm cái điều gì đấy, thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái lợi ích của mình thôi, mà không quan tâm đến lợi ích của người khác. Đấy, làm vì bản thân mình thôi, không quan tâm đến là người khác có bị ảnh hưởng hay không. Rồi, đây là tầng vị kỷ. Rồi tiếp theo, tầng thứ tư đó chính là cái tầng chuyên chế. Cái tầng chuyên chế này thì nó sẽ phát triển hơn một chút so với cái tầng vị kỷ. Tầng chuyên chế thì đại diện của các cái dòng tộc, dòng họ thì nó sẽ phục vụ cho những cái nhóm nhỏ. Chúng ta chỉ nghĩ đến cái nhóm nhỏ, hoặc là khi mà chúng ta mở công ty ra thì chúng ta cũng chỉ nghĩ về cái công ty của mình thôi, nghĩ về cái lợi ích của công ty của mình. Thì đấy chính là cái tầng gọi là tầng chuyên chế. Chúng ta chỉ nghĩ đến một cái lợi ích của một cái nhóm nhỏ. Vậy thì cái tầng chuyên chế này thì trong lịch sử thì nó sẽ đúng với những cái giai đoạn là các cái đế chế, ví dụ như các hình thành nên các cái chế độ chính trị, hoặc là hình thành nên nhà nước. Tầng thứ năm phát triển hơn đó thì cái tầng chiến lược. Thì cái tầng chiến lược thì là những cái tầng mà chúng ta hình dung là tại sao có những người rất là giàu rồi đấy, những người mà rất là nhiều tiền mà họ cứ bỏ tiền họ đi làm đấy, đi làm từ thiện đấy, đi chăm sóc những cái loài động vật đấy, rồi là thành lập những cái hội bảo vệ môi trường. Thì đối với cái tầng chiến lược này thì nhận thức của họ sẽ nghĩ đến một cái lợi ích nó xa hơn là cái tầng chuyên chế. Họ sẽ nghĩ đến về loài người, cái sự phát triển của loài người. Họ sẽ nghĩ đến sự phát triển của trái đất, họ sẽ nghĩ đến cái sự phát triển của con người. Ví dụ như tại sao Elon Musk luôn luôn tìm cái cơ hội để lên mặt trăng để một cái sống mới cho loài người, hay là ví dụ như các cái nhà phát minh cải tổ những cái phát minh của loài người, ví dụ như là Thomas Edison để tạo ra bóng điện, vân vân. Thì đấy là cái phát triển cái tầng tầng chiến lược. Thì những cái người này họ suy nghĩ cho cả một cái tập thể loài người. Theo đấy chính là cái tầng đồng thuận. Đến cái tầng này thì những người này họ đã có hiểu biết những cái quy luật trong cái vận hành trong cái vũ trụ này, họ đúc kết nó thành những cái quy luật của cuộc sống đấy, và họ luôn luôn khám phá ra những cái sự vận hành của những cái quy luật trong vũ trụ. Thì đấy là cái tầng đồng thuận. Rồi tầng thứ bảy, tiếp theo đấy chính là cái tầng hệ thống.
Đấy, cái tầng hệ thống này thì là những cái người có thể tiên đoán trước được những cái sự phát triển của lịch sử. Ví dụ như là các nhà tiên tri, nhà tiên tri Vanga thì có thể là tiên tri được cái lịch sử phát triển của loài người. Đấy, những cái tầng chiến lược này thì họ sẽ hiểu hết vận hành trong vũ trụ này. Họ có thể biết được rằng là cái điều gì nó sẽ xảy ra, điều gì nó sẽ không xảy ra. Thì đấy chính là cái tầng hệ thống. Và tầng cuối cùng đó chính là cái tầng tổng quát. Cái tầng tổng quát này người có thể đạt được, hoặc là cái tầng này dành cho những cái lãnh tụ của các cái tôn giáo. Đấy, ví dụ như là Đức Chúa Giêsu hay là Phật trong Phật giáo. Đấy, thì với những cái tầng trên cùng này thì họ là những người thánh nhân, họ là những người mà dẫn dắt được cái nhân loại theo cái tư tưởng của họ. Đấy, thì đấy là những cái nghiên cứu của các cái nhà tâm lý học, của các nhà khoa học về các cái tầng nhận thức của con người. Vậy thì đối với những cái tầng thấp thì không hiểu được những người ở tầng cao. Ví dụ những người ở tầng bản năng, khi mà những người ở tầng bản năng hoặc là những người ở tầng duy linh hoặc vị kỷ thì không thể nào hiểu được những người ở tầng chiến lược. Ví dụ như là những người mà ở đang ở tầng vị kỷ thì luôn luôn bảo là tại sao những cái người giàu ấy, tại sao là họ không hưởng thụ, họ không dùng cái tiền của họ để họ hưởng thụ, để họ trải nghiệm tất cả những cái thứ giàu sang trên thế giới này, mà họ lại đi làm từ thiện, họ lại đi làm các công tác xã hội. Thì những người đấy không thể hiểu cái lý do ở những cái người ở tầng chiến lược được. Nhưng mà ở những cái người ở tầng trên thì lại hiểu được những người ở tầng dưới. Ví dụ như là những cái người ở tầng chiến lược thì có thể hiểu rất rõ những cái người ở tầng bản năng hoặc cái tầng duy linh hoặc cái tầng vị kỷ. Thì đấy là khi mà chúng ta học về cái điều là 8 cái tầng nhận thức này, thì một là chúng ta sẽ biết được rằng là cái người đối diện hoặc khi mà chúng ta giao tiếp thì họ đang ở cái tầng nào, hoặc là ngay chính chúng ta cũng sẽ biết được là trong cái việc đối ứng xử của chúng ta, trong cái việc là chúng ta suy nghĩ, nhận thức của mình ấy, thì chúng ta đang ở tầng nào. Và thức khuyên rằng là chúng ta nên suy nghĩ ở cái tầng chiến lược, là cái tầng mà bất kỳ chúng ta làm cái gì chúng ta cũng sẽ nghĩ về người khác. Cái điều đầu tiên là chúng ta nghĩ cho mình, nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ cho mình rồi thì chúng ta sẽ nghĩ cho cái tập thể của mình. Đấy, ví dụ khi mà chúng ta thành lập doanh nghiệp thì đầu tiên chúng ta sẽ nghĩ về mình, sau đấy thì nghĩ về công ty của mình, sau đấy thì chúng ta sẽ nghĩ về cái việc là cái công việc chúng ta làm nó có ảnh hưởng đến những người xung quanh hay không, nó có ảnh hưởng đến môi trường hay không, nó có ảnh hưởng đến cái sự phát triển của con người hay không. Thì đấy là cái tầng mà chúng ta hướng đến. Đấy, đấy chính là cái tầng thứ 5, cái tầng chiến lược. Rồi, xin cảm ơn các bạn.